Những năm gần đây thì chơi cây cảnh đã trở thành nhu cầu và trào lưu sôi nổi của nhiều người dân. Nắm bắt được trào lưu này thì nhiều hộ gia đình ở nông thôn đã chuyển hướng sang nghề trồng cây cảnh. Không chỉ cải thiện đời sống, nghề trồng cây cảnh đã và đang đem lại thu nhập cao cho rất nhiều gia đình và trở thành một hướng làm giàu triển vọng ở nhiều địa phương. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, hiện mỗi năm kim ngạch xuất khẩu hoa cây cảnh của nước ta lên đến hàng triệu đô la Mỹ. Lớn nhất vẫn là thị trường Nhật Bản, chiếm tới 77% kim ngạch xuất khẩu, sau đó là Trung Quốc. Cây cảnh đã thực sự được quốc tế hóa thành nghệ thuật bonsai, điêu khắc sống. Theo dự đoán của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, chắc chắn đây sẽ là ngành kinh tế có thu nhập cao trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong tương lai. Trong vài năm trở lại đây, một số hộ gia đình đã chuyển đổi sang lĩnh vực trồng cây cảnh và coi đây là một nghề vừa mang lại giá trị văn hóa tinh thần, vừa mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Trong đó có những mô hình sinh vật cảnh đã mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Mỹ Hào, Hưng Yên cho biết, cũng như những ngành nghề khác, chăm sóc hoa kiểng, kiến tạo vẻ đẹp cho vườn cây cảnh đã hình thành nên nghề nghiệp có thu nhập ổn định cho nhiều người lao động có tư duy sáng tạo, người đời gọi là sửa tranh trên chất liệu sống. Chính sự kết hợp tỷ lệ thuận giữa nâng cao giá trị nghệ thuật sinh vật cảnh với nguồn thu nhập kinh tế hộ gia đình đã mở ra một tiềm năng mới, trở thành phương tiện hữu hiệu để thoát nghèo và mở ra hướng làm giàu mới, chính đáng cho nhiều hộ dân ở Mỹ Hào. Từ chỗ tức là cũng sinh hoạt thì cũng bình thường. Thế nhưng mà hiện nay thì như vậy, tức là cái vườn cảnh này giá trị tiền thì rất là nhiều. Thế và anh bán đi độ 5 cây thì xây được một cái nhà rất là to. Thế và nuôi con học đại học. Cái vườn cây nói chung là của bác Thể ở cái vùng này. Và nói chung và của xã tôi thì đặc biệt là một cái vườn đẹp nhất, công phu nhất. Có nhiều cây rất là đạt yêu cầu. Rất là đẹp. Nhắc đến cái tên Phạm Quốc Thể, có lẽ giờ đây không chỉ có các tài nhân sáng tạo và thưởng ngoạn cây kiểng ở huyện Mỹ Hào, Hưng Yên biết đến. Cái tên ấy đã trở nên gần gũi, thân quen và là sự quan tâm của biết bao người. Có người quan tâm tới cái tài sáng tạo cây kiểng của anh, cũng có người lại để ý đến anh ở niềm đam mê nghệ thuật của sự tao nhã và cái đẹp. Nhưng phần đông người ta biết đến anh là một nghệ nhân tri thức, sáng tạo nên nhiều công trình cây cảnh hoành tráng có trị giá lên tới hàng trăm triệu. Anh chia sẻ, một cây kiểng đẹp không chỉ đẹp về thân, về gốc, về cành lá, mà phải có hồn. Mỗi cây đều được mang trong mình một tiếng nói, một hơi thở và một ý nghĩa riêng. Cho nên người nghệ nhân phải là người biết thổi linh hồn vào cảnh vật. Có được tận mắt chứng kiến những gốc cây chi kỳ trong vườn cây của anh, ta mới có thể hiểu hết ý anh nói. Đa màu sắc, đa kiểu dáng và đều muốn truyền tải sự kỳ diệu của thiên nhiên. Tất cả đều làm say đắm lòng người từ những giá trị thầm kín dù mang biểu tượng của hiện đại hay cổ xưa. Những sản phẩm như tạo ra ma lực hấp dẫn lòng người đồng thời tôn thêm vẻ đẹp của chủ thể sáng tạo. Nói chung là làm nghề gì cũng thế thôi, thì đã gọi là nghề thì là phải có công. Tức là thì nói chung làm cảnh thì nó là một cái lĩnh vực mà có thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đối với những người dân nông thôn và thành phố thì dù là diện tích rộng thì mình cũng tạo dựng được một cái nghề, dù nó có thể là phụ, thế nhưng mà đã làm nghề thì phải có thu nhập. Thì ta cứ làm sản phẩm đẹp thì chắc chắn là cái thu nhập cũng sẽ đến, bởi vì là chỉ sợ người phụ cây thôi chứ cây không bao giờ phụ người cả. Đấy. Từ hai bàn tay trắng, bắt đầu chăn trở tìm hướng phát triển kinh tế, anh Thể đã mạnh dạn quy hoạch lại khu vườn tạp, ruộng hoang thành vườn và bắt đầu bước vào nghiệp bonsai. Tuy nhiên, nghệ thuật chơi kiểng cũng lắm công phu mà không phải ai cũng có thể theo đuổi. Nó đòi hỏi người chơi phải có trình độ hiểu biết sinh lý thực vật, trình độ khoa học kỹ thuật, chăm chút từ ánh sáng, thời gian, kỹ thuật chăm sóc, đất, nước. Những điều tiên quyết. Ngoài các đức tính cần cù, nhẫn nại để trở thành một người chơi cây cảnh thực thụ là phải có niềm đam mê. Chỉ có những người nặng nợ, nặng duyên với đời, với cây mới truyền tải được sự biến thiên vạn hóa của thiên nhiên vào cuộc sống. Cũng không biết từ bao giờ niềm đam mê ấy dần dần hóa thành nghiệp. Để rồi hôm nay không đơn thuần là thú vui, là niềm đam mê nghệ thuật mà chính là nghề giúp anh phấn đấu làm giàu. Để thị trường người ta biết đến thì phải khẳng định bằng chất lượng đã. Thứ hai nữa là
trong cái bối cảnh kinh tế khủng hoảng thì tất cả các ngành nghề đều gặp khó khăn, không cứ gì cây cảnh mà kể cả công nghiệp vậy. Thế thì muốn vượt qua hoặc là muốn làm tốt được cái công tác này thì trước hết bản thân mình phải trau dồi mà làm cái sản phẩm nó phải có một cái gì đấy khác biệt. Hiện nay trong khu vườn của anh có hàng trăm cây cảnh đủ các loại với nhiều kiểu dáng, kích cỡ khác nhau. Trong đó có rất nhiều cây giá trị cao như cây xanh, si, tùng La Hán, tùng Kim, mai chiếu thủy. Có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của người chơi và người kinh doanh, từ giàu có tới bình dân. Để có được thành quả như vậy, anh Thể đã trải qua nhiều năm tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm trồng cây cảnh, thuộc hết đặc tính của từng loại, từ đó có chế độ chăm sóc hợp lý nhất là việc tạo dáng cây. Chính niềm đam mê cộng với những kinh nghiệm tích lũy được đã thôi thúc anh không ngừng tìm kiếm, sưu tầm và sáng tạo thêm nhiều dáng mới để tiếp tục cho ra đời những loại bonsai ngày càng đẹp hơn, độc đáo hơn. Nào xanh đa tùng trúc, cúc đầy sân, mang dấu ấn tình đời thêm trong sáng. Nọ quân tử bạt phong hồn lai láng, mỗi thế cây một dáng đứng phân minh, ngọt ngào khát vọng trường sinh. Thiên nhiên vốn đã khoác trong mình một vẻ đẹp, nay lại càng thêm ý nghĩa nhờ được truyền tải, gửi gắm trí tưởng tượng, sự sáng tạo, quan điểm thẩm mỹ và triết lý nhân sinh quan của con người. Theo người sành chơi cây cảnh, để tạo dựng được một tác phẩm hoàn chỉnh, cần có khái niệm, tư tưởng và thiết kế ban đầu, có chủ đề rõ ràng, tính triết lý sâu sắc, quan tâm đến từng chi tiết, đường nét, dáng vẻ, phải bố cục chặt chẽ, khoáng đạt. Người tạo dáng cây không chỉ phải kiên nhẫn, công phu mà nó đòi hỏi một đôi mắt tinh tường, một đôi tay khéo léo, một trí tưởng tượng phong phú và một tâm hồn nhạy cảm, một niềm đam mê cháy bỏng mới có thể làm nên những điều kỳ diệu trên những tác phẩm của mình. Vì thế, nó đòi hỏi nghệ nhân phải có lòng yêu nghề và mang tâm hồn của một nghệ sĩ. Một cây cảnh ngoài giá trị nghệ thuật, nó còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Ở đó, người ta cảm nhận được cái chân, cái thiện, cái mỹ của cuộc sống. Nên dù đã đi qua hơn 20 năm tuổi hoa, cùng cây cảnh vẫn không làm anh Thế thôi sáng tạo mỗi ngày. Đối với xã hội ngày càng phát triển ấy, thì ta nên đa dạng các loại cây và nên đi sâu vào chất lượng. Chất lượng mà càng cao thì cái giá trị nó càng lớn, và hai nữa là cái thẩm mỹ của người chơi cây bây giờ này người ta rất là cao, cho nên là cái đánh giá về cái trình độ nghệ thuật của cây cảnh nó được nâng lên rất nhiều. Bởi vậy là càng ngày càng phải làm đẹp thêm, và cái đẹp thì luôn luôn cần cho cuộc sống. Có thể nói chơi cây cảnh không còn nằm biên giới ở một quốc gia. Điều này đặt ra các cấp chính quyền, các viện khoa học, các ngân hàng trong cả nước cần phải quan tâm hơn nữa trong vấn đề hỗ trợ vốn và kỹ thuật định hướng cho nông dân phát triển các vùng chuyên canh với sinh vật cảnh, tuân thủ các quy định ngặt nghèo kiểm định của thị trường quốc tế, am hiểu luật pháp của các nước bạn, đồng thời tăng cường các hoạt động quảng bá các sản phẩm sinh vật cảnh của Việt Nam ở các thị trường. Có như vậy, thế mạnh về ngành sinh vật cảnh Việt Nam mới được phát huy và có sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Và đây cũng là điều mong muốn của tất cả những người làm kinh tế sinh vật cảnh như anh Thế.